Ok. Hello, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khả đây. Và ngày hôm nay thì sau khi kết thúc mùa đua top ban hội cũng như là cá nhân của tháng 6 này của cùng với chủ F8 Phật Sơn Ký Sử trang chủ game công thành chiến sự chấm nét thì Khải sẽ sau cho anh em xem thử phần thưởng top ra sao, ban hội nào đứng top và ban hội nào top 1, 2, 3, 4 như nào, cũng như là cái hạng cá nhân sẽ dành thuộc về ai cho anh em tham khảo cũng như là anh em cộng đồng trên kênh của Khải xem cho biết nha. Ok, giờ thì đã bây giờ nộp là không nộp được nên mà thời gian đua top đã kết thúc rồi, kết thúc vào đêm ngày 16 tháng 6. Ok, chúng ta cùng xem bảng xếp hạng đua top hiện tại. Ở cái phần bảng top ban hội thì AC top 1 có cho mình 245.000, top 2 đó là Văn Phòng 177.000, top 3 đó là Văn Cước 169.000 và top 4 là Tiếu Ngạo 163.000. Đó, hiện tại sẽ mời có 4 ban thì lần lượt theo số thứ tự đó là ACE top 1, Phật top 2, Cướp top 3 và Tiếng Ngạo top 4 nha nè. Đó. Rồi tiếp đến đó là chúng ta cùng tham khảo sơ qua cái phần về bên cá nhân. Ở cá nhân thì anh em cùng xem sơ qua thì top cá nhân chúng ta có 7 top như thường lệ theo hàng tháng. Thì vẫn là anh Tùng, anh Angelina đang giữ vị trí với mình từ top 1 cho đến top 7 nha nè. Top 1 đó anh em thấy chưa? Anh Angelina với 235k vật phẩm. Top 2, Sully 121, 150k. Top 3, Sully 001, 150k. Top 4, Sully 002, 67k. Top 5, Sully 003, 30k. Top 6, Sully 004, 30k. Và top 7, Sully 005, 30k. Đó thì lần lượt cái cá nhân của chúng ta theo sắp xếp vị trí từ đầu từ top 1 đến top 7 là như vậy nha. Anh Tùng là người sở hữu, tiếp tục là người sở hữu giành chiến thắng của 7 top cá nhân ở tháng thứ 4 tiếp theo. Nói chung là 4 tháng liên tiếp rồi nè. Rồi, ok chưa? Đó. Bây giờ thì chúng ta cùng tham khảo sơ qua xem thử là ở cái phần thưởng top ở cái mùa tháng 6 này nó có gì thay đổi không nha nè. Thì không gì hơn xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Đừng quên đó lại cho video Khải một like, share, hỗ trợ cũng như là nhấn nút like cho sẽ mạnh đỡ Khải có động lực làm những video khác cho anh em xem nha. Đây, cho anh em xem lại một lần nữa. Đây là top ban hội. 4 bang từ đường 4 top. Đó. 1, 2, 3, 4, AC, Phật Cướp, Tiếu Ngạo. Rồi, mình cá nhân thì 7 top dành cho anh Tùng. Quá tuyệt vời nè mày. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gõ lên website xem thử phần thưởng top ra sao nha. Anh em xem sơ qua này nè mày. Rồi, ok. Đó anh em, khảo nghiệm ban hội cũng như là cá nhân tháng 6. Thì bắt đầu sự kiện chúng ta sau khi bắt đầu mỗi event kết thúc là vào 23:59 ngày 15 tháng 6. Đó, là kết thúc vào rạng sáng ngày 16 tháng 6. Đó. Rồi, đó là những thông tin anh em có thể tìm hiểu sơ qua của ba cụm máy chủ: Phật Sơn Ký Sử, Đại Sơn Hào, Đại Lương Sơn, Danh Sơn Ký Sử. Danh Sơn Ký Sử một trong những máy chủ mới nữa. Rồi. Đây là những cái phần anh em có thể thêm sơ qua những cái phần thưởng hình cá nhân và văn hội. Rồi, ok. Thì anh em cùng nhìn sơ qua thì ở cụm mấy chủ Khải đang tham gia thì đó là Phật Sơn Ký Sử. Đây nè, Phật Sơn Ký Sử này nè. Thì top 1 của chúng ta, anh em nhìn sơ qua thì top 1 của chúng ta sẽ được thưởng 50 lệnh bài quốc xanh và có một sự lựa chọn từ những cái phần như sau. Đó là một bộ trang bị ông ban đâm đâm. Đó, top 1 này. Rồi. Hoặc là những cái bao tay này nọ, nhưng mà Khải nghĩ là cái top 1 nó vẫn là cái set ông ban là vẫn đỉnh cấp nhất này mà. Đó, với phần thưởng trị giá với cái số cá nhân bỏ ra hơn 235k vật phẩm thì tương đương khoảng hơn 200 kim này mà, hơn 200 kim đó nè, hơn 200 kim. Thì nếu có nghĩ hơn 200 kim thì nó chắc sẽ hơn 10 triệu rồi nè. Set ông ban này hơn 15 triệu là ít anh em, hơn 200 kim nha mọi người. Rồi, đến top 2 thì anh em có thể lựa chọn một là bao tay kim quang không gia hạn được và hạn sử dụng 5 tháng. 2 là hoặc là nón kim quang cũng không gia hạn được và hạn sử dụng 5 tháng như năm. Đó. Ở top 2, top 2 thì một là chọn bao tay kim quang hay là nón kim quang hạn sử dụng 5 tháng. Còn ở phần top 3 thì Khải nghĩ là một cái nón mắt ợp thì chọn và hạn sử dụng có cho mình 3 tháng, đó là top 3 nè. Và vẫn không gia hạn được nha. Đó. Và anh em tự chọn hở nam hay nữ và tu la bắt kết, hay là anh em có thể tùy chọn cái đẳng cấp theo nón của mình, và cũng như là option. Đó. Thì nón này là mắt ợp nè, 25 40 20. Đó. Rồi áo cũng vậy, đây là top 3 nha mọi người. Đó. Top 3. Rồi tiếp tục cái áo cũng vậy thôi, cũng hạn sử dụng 3 tháng.
Đó. Hay là một cây vũ khí xanh mắt ộp cũng hạn sử dụng 3 tháng nữa. Đó. Tương đối thì chúng ta nhìn sơ qua top 1 đó là xét đồng 3. Tại vì giá trị của xét đồng 3 nó cao nhất. Top 2 sẽ là bao tay kim quang hoặc là nón kim quang hạn sử dụng 5 tháng. Rồi top 3. Top 3 đó là một có thể là một nón một hung lý áo một hung lý và một có thể là một cây vũ khí hạn sử dụng 3 tháng. Đó. Rồi, tiếp đến top 4. Top 4 chúng ta có thể là chắc là một con bông tiêu, chiếc mã bông tiêu. Top 4. Rồi, top 5 có thể là một cái ấn thạch mắt ộp, anh em tùy chọn. Top 6 có thể là một bảo rương đồng sáp, một món gì nào. Top 7 đó là một chiến thần phi dân. Đó, đó đơn giản là thôi em, 7 top chúng ta lần lượt như vậy thôi. Đó anh em. Thì anh em cùng nhìn sơ qua thì hạng 2 thì chúng ta sẽ lấy một phần quà. Đó là trừ phần thưởng mà top 1 đã nhận. Đó. Rồi, hạng 3 thì sẽ lấy một phần quà trừ phần thưởng top 1 và top 2 đã nhận. Đó, lần lượt như vậy như khả thống cơ thôi. Top 4 cũng vậy thôi. Top 4 sẽ trừ một phần thưởng từ top 1, 2, 3 đã nhận. Top 5 cũng vậy. Sẽ trừ một phần thưởng từ top 1, 2, 3, 4 đã nhận. Đó. Rồi. Anh em xem sơ qua những cái phần thưởng sơ qua thì thực sự khả thái nó cũng khá tương đối giống với những 2, 3 tháng đầu tiên của server. Sẽ đến bây giờ không có gì thay đổi nha mọi người. Rồi. Bây giờ thì anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho video khám lại sẽ ủng hộ cho và bây giờ Khải xin phép bye bye anh em nhé và không gì hơn kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên đỡ lại cho Khải một like sẽ ủng hộ cho và ai chưa link ai đã xem video Khải và chưa nhấn nút đăng ký kênh thì hãy cho Khải một like và chia sẻ một đăng ký kênh ủng hộ cho nha anh em ơi. À, anh em xem sơ qua một lần nữa, lần này thì tiếp tục vẫn là anh Tùng Angelina bày top quá đỉnh cấp quá ok luôn. Đó, anh em cũng tính sơ qua vật phẩm thì ở cái top 1 thì mua với cái giá 1 xu đi 235.000 thì tương đương 235.000 xu. Thì 235.000 xu thì tương đương nó khoảng gần hơn 20 triệu đó nè. Đó. Cứ ở server này là 1.000 xu là 70.000, anh em nhân lên. 1.000 xu 70.000 thì đây 235.000 xu thì khoảng 235 kim nhân cho 70 thì anh em sẽ có kết quả. Đó. Là nó sẽ hơn tương đối là hơn gần 20 triệu, gần 20 triệu của top 1. Đó, top 2 là 150 kim, top 3 là 150 kim. Có thể top 4 nó sẽ giảm lần xuống một tí nữa. Tại vì cái thời gian về sau thì mua giá nó sẽ bị nhẹ hơn một chút chứ không có đất. Đó. Ở nếu ở mùa này mà giá nó dao động ở 0.8 thì anh em sẽ nhân với 0.8, anh em lấy số 235 nhân 0.8 thì nó sẽ ra phần thưởng của top 1 nữa. Rồi lần lượt về sau thì vẫn còn 0.6, 0.7 thì giá trị nó cũng tương đối như vậy thôi nè. Thì nó cũng chênh lệch vài chấm nhỏ thôi, nó không phải cao lắm. Nên là Khải tính một xu cho nó tròn nè. Rồi, ok, không gì hơn, xin bye bye mọi người và xin kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha, bye bye.